Đây, cái phần mà bạn cần xây đây, hôm trước tôi đã bảo các bạn là các cái thước đi này, đúng không? Thì chúng ta đang đi ở đây là hôm trước chúng ta sẽ đi là đơn thuần, chúng ta đi rất là đơn, đi bằng tay. Còn ví dụ như đây riêng phần tường xây này, chúng ta có một công cụ để đi nó. Và nguyên lý trên việc là khi mới tác tường ấy, mà mọi người tác ấy, thì các ký hiệu tác này, mọi người cũng phải có một cái quy chuẩn cho nó. Ví dụ ký hiệu tag này, các bạn muốn thay đổi ký hiệu tag này, các bạn click đưa vào cái ký hiệu tag này. Thế nó vào trực tiếp luôn cái symbol này. Nhờ vào cái tag ở đây đang là gì? Đang là tag 3. Mọi người thấy không? 3 này. 3. Mọi người cho đây 0.8, ví dụ như tất cả đều là 0.8 thì đều là 0.8 hết. Được chưa? Mình lỗi từ project. Được chưa? Bởi vì thằng này là sao? Thằng này nó có cái parameter hay không thì chọn vào cái này, ra chọn edit file. Chúng ta sẽ copy được cái vấn đề là ta tìm được cái arrowhead này, hoặc là ta chọn được cái kích thước này. Cái này ta chọn đây, nó là world tag. Nhờ thì ra vào cái family, ta chọn là world tag family đây, annotation. Nhờ các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có phần ở đây là phần m world tag, bạn thấy không? Thì đây là kích thước 8 và 12. Mọi người thấy không? Thì ta chọn này, chọn này, khi chọn vào này. Thì đây nó có kích thước ở đây là 8 và 12. Đây là chọn là 8. Các thấy không? Thì nó nhỏ đi nhưng mà tôi chọn là 10 thôi. Thì các bạn để làm sao? Double click này. Double click này các bạn chọn là gì? 10. Ok. Được nha. Ok. Thì các bạn nhập số của tôi đây là 10. Đấy. Đấy thì nó có tham biến đây. Nhưng các bạn muốn chọn tất cả này, chọn này là SA. SA là select all toàn bộ những cái thằng này trong đây. Được nha. Theo category chọn này. Chọn là 10. Các thấy không? Đấy. Thì nguyên lý cái tag này các bạn tag tường ấy, các bạn không bao giờ được làm sao, không bao giờ được đè những cái dim này lên trên vị trí tag này, được chưa? Bản vẽ nó phải cực kỳ sạch sẽ việc này, và nó phải giống với nhau, được chưa? Ví dụ như đây hai thằng này, ví dụ tôi đều là vua này nhưng mà tôi chọn này, các bạn sẽ phải giống với nó làm sao cho nó phù hợp, đúng không? Tag tg này, tag này, này thì cái vị trí này bình thường trông đơn giản này thôi. Nhưng nếu bạn tag đây, này bạn để đây. Thì cái việc này các bạn tag, các bạn phải chọn đây. Thì các bạn phải MA mắc chốt đi. Này to này. Và chọn đây chúng ta giống mà nó bắt điểm với nhau. Các thấy không? Thì tất cả các đường tag này chúng ta phải làm sao? Phải thẳng hàng. Được chưa? Chứ không phải vẽ là cứ tích tag, cứ tích ấn vào đâu thì ấn đâu. Nhá. Những cái này chúng ta là thể hiện cái độ chuyên nghiệp hay không ở cái bản vẽ của chúng ta. Đúng chưa? Thì đây. Chúng ta sẽ chọn ở đây tag và dim, thì tôi nói lại phần dim này, annotation này, phần dim dim ở đây các bạn dim align này, thì các bạn chọn đây nó có phần là in child world, được nhờ in child world là dim tường, chọn ở đây các bạn sẽ chọn option đầu tiên là các bạn không tích vào đâu cả, ở đây nó phần open này, interesting world này và interesting grid này, được nhờ tôi không tích vào gì cả, tôi chọn cả cái tường này, các bạn kéo ra thì đây nó sẽ dim cái gì, tổng chiều dài của tường. Mà khi ta chọn này, các bạn muốn dim grid đúng không? Dim lưới, tích vào grid này. Ok, bạn dim lưới grid. Các thấy không? Nó tự dim lưới grid chúng ta. Thấy không? Và các bạn chọn option này. Các bạn chọn tích vào gì? Bỏ đi. Tích vào open. Chúng ta dim là center là nó sẽ dim chính giữa ô mở. Còn chúng ta chọn vào gì? Width bề rộng của ô mở, chọn này. Tích cái này. Dim rồi này. Được chưa? Nhanh chưa? Chọn này. Đúng không? Chọn này. Ví dụ các bạn dim thì sau này các bạn cứ dim dim chi tiết trước đây, kéo đây trước. Đúng không? Được chưa? Ví dụ đây, dim chi tiết này. Được chưa? Cái này mình để kéo cái dim ra ngoài này, không sao cả. Được chưa? Còn chi tiết không thì mình cho sáp đây cũng chả vấn đề gì. Chọn vuông tác này, dịch nó xuống đây. Đúng không? Mình chuyển đi. Rồi đi tiếp đêm đi, mình chọn đi grid thôi. Chọn đi grid đây. Bỏ opening đi. Ok. Grid chọn cái tường này kéo lên. Các bạn thấy đi grid đây không? Này, chọn tường này, kéo lên, đi grid. Đúng không? Còn đi tổng thể chọn đây, bỏ hết đi. Này. Yêu chiều dài tổng. Các bạn thấy không? Hiểu đều không nhỉ? Thì tiếp tục ở đây các bạn sẽ thấy đây nó có một phần dim nữa, đây là dim gì, đây khi các bạn option này các bạn chọn ở đây là
Interesting luôn. Các bạn đi vấn đề là tường xây chọn cái tường này. Đây tường này đừng ngắt ra đúng không? Ví dụ mình chọn ở đây. Chọn này. Các bạn sẽ thấy nó dim này. Nó dim toàn bộ các cái vị trí tường 220, 110, 220, 220, 220, 220. Có nghĩa là nó dim thông thủy của tất cả cái tường dọc này. Các tường này. Đấy. Thấy chưa? Ở nước ngoài, ở Úc thì họ sẽ dùng 4 thước dim. Còn ở Việt Nam mình chỉ dùng 3 thước dim. Họ có cả một cái thước dim này nữa. Có nghĩa là dim thông thủy các tường ấy. Đây, cái thước dim này chính là dim thông thủy các tường này. Đấy chưa? Đó. Ok, thì việc này chúng ta đi vào đây thì chúng ta sẽ trình bày bản vẽ như nào. Này, mặt bằng tường xây đây. Đúng không? Thì đây là mặt bằng tường xây đúng không? Ừ. Đó. Thì cái việc mặt bằng tường xây này các bạn đang thiếu cái gì? Thứ nhất là các bạn thiếu cái room phòng. Cái room phòng ấy. Đấy chưa? Cái tên phòng ở đây này. Đấy chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Hoặc là chúng ta sẽ đi một cái chiều cao cửa này. Các bạn đây các bạn không thấy được cái chiều cao cửa đúng không? Bây giờ tôi muốn chỉnh sửa cái dim này, muốn chiều cao để chọn vào đây, edit size. Các bạn tích cho tôi ở cái phần ở đây nó có phần là show open height. Nhá, tích vào đây này, vào phần dim này. Tích vào đây này. Ok. Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có chiều cao cửa là 1m4 và 2m2. Các bạn thấy không? Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy. Này. Ví dụ như đây, cái này là đốt rồi. Đây đây các cái fin riêng này hôm trước tôi đã bảo rồi đúng không? Chọn đốt này. Đấy, chỉnh cái Euroid mũi tên này. Đó. Còn ở đây ví dụ như đây, nó có cái vách kính này. Các bạn thấy có vách kính này không? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tag cái vách kính này. Đúng không? Thì ta sẽ vào annotation này, nó có phần tag. Tag category, tôi chọn là vách kính này. Này. Các bạn thấy không? Thì cái vách kính này ấy, thì các bạn sẽ biết tham biến ở đây ấy, của thằng này ấy, nó sẽ là cái gì? Chọn vào tường này. Nếu đang nhận ở đây là gì? Cái vách kính này đang nhận là gì? Là size map. Được chưa? Size map là gì? Có ý nghĩa là khi mà chúng ta vào edit size mà chúng ta nhập tất cả các cái thông tin ở trong cái phần này ấy, thì là toàn bộ cái này nó đều thay đổi theo một kiểu size nhất định. Được chưa? Còn khi mà ta để biến instant, là biến map, chọn ở đây này, chọn ở vách kính này. Tôi không nhập vào edit file nhưng mà tôi nhập vào đây là biến mask. Các bạn thấy mask đây không? Tôi nhập vào đây là VK1. Được không ạ? Thì tôi phải chỉnh sang này, chọn đây. Cái tag này là tag 12 này. Các bạn thấy không? Tôi để đưa về tag 10. Như này. Đây là tag, vẫn là tag thường. Edit file này. Các bạn có thể là duplicate lên. Được chưa? Duplicate hoặc các bạn phải chỉnh sửa sang này bằng family, chỉnh click group đây. Các bạn save as ra một loại khác, chọn đây. Các bạn chọn edit label và các bạn chọn đây không phải file mask nữa là gì, mask, vì cái mask này nó nằm ở instance, nó nằm ở bên ngoài. Được nhá, và tôi phải save thằng này lại, các bạn phải save lại. Được nhá, family, family này phải save lại. À. Family. Ok, xem lại nguồn tag. Anh em tôi đặt tên khác. Nguồn tag instant. Nguồn tag vách kính VK. Xem lại. Load into project. Vào dự án này. Thì bạn sẽ thấy đây. Link đúc đây. Thì khi bạn chọn đây. Bạn sẽ thấy đây. Thằng này nó sẽ là. Nó thêm một loại là. M vuông tác. Trong cái M vuông tác này nó có các kích cỡ. Đúng không? Còn cái mà ta xếp ép vào đây nó đang là cái gì? M vuông tác. Vách kính. Và nó cũng có các kích cỡ. Đúng không? Thì trong đây các kích cỡ này bắt đầu ta chọn này. Được nha, edit file, ta bắt đầu đắp cái kia lên. Ta chọn ở đây là 10. Được nha. Ừ. Chọn đây là 10. Ok. Thì mọi người nhìn vào bảng này, mọi người sẽ thấy family của nó có hai loại. Là một là tag cho tường, hai là tag cho vách kính. Và trong cái này nó lại có ba cỡ như nhau. Mọi người hiểu không nhỉ? Thì cái đắp liên kết chỉ giải quyết vấn đề cỡ. Còn khi mà chúng ta làm này, chúng ta phải làm sao? Đấy. Tag vách kính.
Thì cái vách kính này vì sao tôi lại tác thế, ví dụ sau này có một vách kính ở đây đúng không, tôi chọn này, tôi duplicate thằng này này, đấy nhá, nó ví dụ là store front này, đây nó là vách kính này, người thấy không? Thì bây giờ khi tôi tác tg tác thằng này, nó không phải là vách kính một nữa đúng không, thì nó phải là vách kính hai. Vách kính hai này thì phải được nhập vào đây đây, vào instance này, à vào phần mark này là vk2. Các bạn biết vì sao phải nhập vào vào đây không? Vì tất cả những cái biến nằm ở phần ngay cái trình đơn ngoài này, đấy nhá, ngay cái trình đơn ở bên ngoài này, thì người ta gọi là các biến về nằm ngay bên property này, thì là các biến này mình có thể thay đổi chỉ một mình nó thôi. Có nghĩa là một cái vách kính này với một tên là VK2 và chỉ thay đổi nó, ví dụ tôi cùng vẽ vách kính này ra chỗ khác thì nó vẫn lại phải đánh tag lại là VK2. Còn khi mà chúng ta chọn một cái vách kính này nó thuộc hiệu qua thoai mà chọn lên là mà là thoai mát và nó là vách kính hai, thì tất cả những thằng nào vẽ từ này đều là vách kính hai đấy, đấy nhá, cái biến instance nhé, đấy nhá, để đây mọi người hiểu. Thì riêng thằng vách kính này nó có nhiều kiểu vách kính, thì chúng ta có thể chọn hoặc đọc cái thằng này chọn đây, bạn vẽ từ đây qua đây, hai cái vách kính cùng tên là thoai, cùng một kiểu đúng không, cùng là store front, thằng này cũng là store front đúng không, nhưng mà tôi tag tg vào đây nó vẫn không có biến và tôi vẫn nhập vào đây là gì, vk2, có hiểu không nhỉ, không cần phải vẽ biến khác, vk2. Thì rõ ràng hai thằng này cùng một thoai là curtain wall store front, curtain wall store front, nhưng vấn đề ở đây nó khác nhau ở cái gì, ở cái mask là cái biến này này, không phải edit thoai, biến này. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Thì lúc tôi add cho này nó thuộc về mark này cơ mà, đúng không? Chứ không phải vào edit file, edit file là file mark này. Thì những cái vấn đề nào trong edit này, nếu tôi chỉ cần nhập một cái trong đây ấy, thì tất cả, ví dụ tôi ghi đây là VK, thì sau này tôi tag toàn bộ là VK hết, giống nhau, cùng một file này, hiểu chưa? Ok, đấy, vạch kính 2 này, đấy. Còn đây tôi để vạch kính 1, ok. Chỉnh sửa một chút. Đấy. Đấy, cho nó bắt điểm với nhau chả sao nha. Các bạn có thể là có phần cô nào đây rồi, còn phần thang này chúng ta dùng view template đối với này, chọn này, chọn vào gì, vào stair, stair. Đấy. Chúng ta bỏ phần right hai đi cho tôi, right line nha, right line này, bỏ hai phần above thằng này đeo, thì nó sẽ mất đi cái phần nét đứt được nha, mũi vào. Còn nếu mà các bạn muốn mất đi cái phần gì, phần nét đứt này, bạn chọn này, các bạn chọn tôi là gì, vào stem, bỏ gì, bỏ above, bỏ evil thằng này không, ví dụ như vào đây này rolling, chọn rolling bỏ đây, ok được chưa, hiểu chưa, hiểu yêu bầu chưa. Đấy. Còn bình thường ta sẽ để ở bên ngoài stack, chỉ bỏ right line thôi nha, treo lên, ok còn đấy không, và vấn đề đây nó phải có mũi tên và cái hướng đi lên đúng chưa, chúng ta sẽ vào annotation nó có phần mũi tên rồi này, step up chọn này, chọn cái thằng này, còn đấy không, thì ta chọn được ký hiệu step up này nha, trong này để mũi tên đi lên. Thì đây trong đây các bạn để chọn được cái gì, chọn được màu của nó đang là màu đen này, mình ra màu xám thì tùy, ta chọn trong family thôi, được nha, hiểu đều không nhỉ. Và tiếp tục đây là vấn đề về room tag.
màng nó đẩy quá cho vào trong cả sao. Đấy, các bạn có thể để nó ra ngoài như này cũng được. Và các bạn muốn ví dụ như các bạn vách kính một các bạn di chuyển nhẹ đúng không? Mà nó vẫn bị nhảy nhau đúng không? Các bạn chọn nhà, các bạn muốn chọn này về vách kính này thì các bạn chọn vào cái này để là preamp. Preamp đã có cái điểm này này. Nhà ta đưa vào đây này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ để này. Kéo xuống dưới này, kéo này ra đây nha, và này các bạn chọn là đốt cho tôi mũi tên hoặc đốt 0.8. Đốt 0.8. Đó. Ta bên trong mình tùy đây. Cho nó gọn bản vẽ này. Này. Bây giờ còn vấn đề đó là cái vấn đề gì? Room. Room phòng này này. Chúng ta sẽ chọn vào gì? Vào architecture này, nó có phần room, bạn nhìn room này. Kích vào room. Các bạn room phòng này. Thì ở đây cái room phòng này, trước khi room phòng này, nó có room tag này. Room tag area này, là có diện tích này. Và đây là room tag vừa diện tích và vừa thể tích này. Các thấy không? Này này. Thì tôi chọn bình thường tôi chọn đây là room tag đi, diện tích này thôi. Đúng không? Ra diện tích tôi đặt vào đây. Đặt cái giữ x này. Đấy. Thì trước khi đặt thì các bạn sẽ tên phòng các bạn đặt tên đây. Các thấy không? Thì đây đã có các cái tên phòng, ví dụ đây là phòng ngủ. Đúng chưa? Đây, tôi để chọn này hoặc các bạn đánh thêm vào đây. Tôi chọn này là phòng ngủ. Đấy, nó có tên. Đây. Chọn này. Zoom này. Cái này là tên trước đã nhập rồi. Đúng không? Hoặc các bạn nhập đây này, hoặc đánh mới này, các bạn chọn này. Bạn chỉ định vào đây, các bạn nhập đây là gì? Phòng ngủ. Đúng không? Phòng ngủ đây là số 1. Các thấy không? Và kích thước là 16 mét. Và bây giờ tôi muốn cái gì? Muốn thể hiện cái gì thì edit file vào đây. Tôi muốn bỏ cái phần sâu diện tích đi. Này. Các thấy không? Hay muốn tích vào sâu diện tích hay là sâu thể tích? Thể tích vào đây rồi. Nó là tham biến này. Các hiểu không nhỉ? Ok. Thì việc đây chọn này. Click đúp vào đây. Đây. Thì thằng này thực tế là nó tham biến ở đây, nó là tham biến visible là quản lý hiển thị thôi. Chứ còn tên phòng này tôi cũng có thể tham biến ở đây, chọn cho nó một cái tham biến ở đây. Show name. Tôi ghi đây là chọn này là show name. Show tên đấy. Đúng không? Này, show name. Ok, các bạn để biến là biến try. Được chưa? Và hay biến instant. Try nó nằm trong edit try. Còn instant sẽ nằm ngoài ngoài thanh property ấy. Được chưa? Ok. Nha. Chọn này. Chọn cỡ. Chọn đây. Nó là 3, đúng không? Tôi để chọn đây là 2.5. Và đây là 0.8. Có thể là đậm. Được nha. Rename này. Đây nó sẽ là 2.5. Đậm. B. Ví dụ như vậy. Ok. Thì này, bạn sẽ thấy tích này nó chỉnh sửa hết. Thể tích thì tôi không cần. Và các kích thước này tôi để cho làm sao? Nó gần nhau hơn. Đúng chưa? Đấy, và cái kích thước này là mét vuông hay gì ta phải chỉnh ở đây. Ta chọn vào phần diện tích này. Vào cái phần ở đây là phần Edit Parameter, chọn này. Và tích bỏ này đi. Chọn này nó phải là gì? Mét rồi, nhưng mà chọn này là mét vuông, nó có đuôi mét vuông ấy, làm tròn hai số cuối. Ok.
Rồi, ta mới lốt vào như tư vừa ấy, vào dự án này. Được rồi. Ta sẽ thấy đây, đó là số 1, đúng không ạ? Và nó cái khung này đang là cái khung thứ tự lựa chọn này. Ta nhìn thấy show name không? Đúng không? Show name này, ví dụ ta tích bỏ cái phần show number đi. Đúng không? Thì hoặc bỏ tích show name đi. Ta thấy không? Thì chọn vào show name này. Show number này. Đúng không? Thì giờ nó có cái phần show number này. Thì click đủ đây. Thì các bạn sẽ biết ô vuông của show number này thì các bạn phải chọn vào gì? VG. Bản visible graphic chọn này. Các bạn phải tích vào cái phần show này. Nó mới hiển thị toàn bộ dim. Hiểu chưa? Này nó bị ẩn đây này. Cảm thấy không? Nó còn ẩn theo một lớp nữa cơ. Đấy. Nên các bạn cũng phải lưu ý. Này. Này. Đúng chưa? Đó. Và ta chọn vào show name này. Và bảng parameter này. Show name này. Ta edit file. Thì ta chọn này ta không chọn user nữa. Ta chọn về graphic cho nó cùng đồng loại. Đồng loạt với nhau. Đúng không? Đấy. Thì tên ở đây. Hoặc là các bạn đã đặt tên rồi các bạn lại không sửa được nữa thì các bạn phải vào phần thành property này, các bạn chọn vào show name này, thấy chưa, vào phần edit parameter này, thấy chưa, đấy thì ta chọn đây nó về phần graphic, hiểu, ok, thế đưa về graphic, đấy, toàn bộ graphic, ok, thì nó thành một nhóm không phải thuộc về user nữa, này, alright, mọi người thấy không, phòng ngủ số 1, đúng không, ok, tiếp tục. Này. Ví dụ tôi muốn chỗ này là phòng bếp và tôi dùng room architecture room thì room này là sao, nó lại cả thang cả phòng khách thì tôi muốn chia nó ra thì các bạn nhìn này nó có phần là room spader nha, nhìn chữ room spader chưa, chọn room spader này. Tôi sẽ ngăn ngăn từ đây qua đây, các bạn hiểu chưa, ngăn tường này rm này room, tôi ghi đây là bếp, tích này nó sẽ phòng là số 2. Đấy nha, bếp, bếp cộng ăn, đúng không? Thì các bạn khi các bạn làm đây ấy, nó là bếp cộng ăn, nó là bao nhiêu mét vuông rất rõ. Chọn đây, khi các bạn chọn đây, đây là chỉ là cái tag thôi, còn cái room tag chính là cái dấu x này này. Bây này quan trọng chọn đây, và các bạn nhập cho tôi ở đây, ví dụ ảnh minh họa của cái bếp này là gì, đấy nha. Ví dụ như phối cảnh của cái bếp, tôi có thể lấy cái ảnh này tí tôi sẽ thống kê ra được. Ví dụ như các bạn muốn minh họa cái ảnh của cái bếp chẳng hạn, ví dụ đây chọn này nội thất bếp này. Tôi lấy một cái ảnh ví dụ đây, đúng không này. Chọn này tôi xếp lại. Xem nhà thì các bạn chọn vào cái phần này, thì các bạn chọn vào phần ảnh này, chọn này, và các bạn chỉ áp thêm đường dẫn vào đúng cái ảnh này. Ok, cảm thấy không? Ok, rồi ảnh nội thất comment ở đây, được chưa? Tôi ghi comment đây ví dụ như là bếp xấu, được chưa? Chọn ảnh đây, chức năng của bếp là gì? Nấu ăn đi, được chưa? Bây nó dưới bản hiện trần, trần cao, tôi ví dụ đây nhé, tường hoàn thiện là gì, sơn hoàn thiện, sàn, sàn lên, lát gạch hoàn thiện,
Anh thấy không? Rồi tiếp tục đây, phòng này là phòng khách đúng không? Thì chỗ này là giao thông thang, chọn này, CS này, hoặc là vào room này, room spacer đây, chọn này, sao bên này, bắt điểm này, chọn tiếp từ đây, đến đây. Này. Thì các bạn phải chia room này ra. Ví dụ đây là sảnh RM, đây là sảnh đúng không? Thì các bạn phải nhập tên đây. Nếu nó có sẵn ở đây, mình có thể chọn. Được nha. Này. Tôi chọn này là sảnh. Chọn này. Tiếp tục đây. Tôi nhập thông tin sau nhé. Chọn đây. Bạn đây ghi là đây là gì? Phòng khách. Đấy không? Tiếp tục đây là gì? Thang. Đúng không? Giao thông đường. Thang. Bộ. Được nha. Thì khi mà chúng ta làm với diện tích này, chúng ta biết được diện tích là thang bộ này là 11 m, thang phòng khách này 35,25 m, thang sảnh này là bao nhiêu, đúng không? Còn ví dụ như ngoài này là cái tiền sảnh này, chúng ta cũng có thể nhập được cái diện tích vào bằng việc là chúng ta phải dùng zoom spacer này. Chúng ta làm sao? Bo bo đúng không? Bo rồi chúng ta mới dùng room này. Bạn chọn room đây, bạn ghi đây là gì, sảnh một chẳng hạn, sảnh chính đúng không? Các bạn để đưa cái thằng này dịch ra ngoài này, nhưng mà nó bị mất hỏi chấm này. Bây giờ các bạn biết làm nào để mất hỏi, để không mất này hả? À, chọn này, à, tích vào leader, kéo ra đây nha, quay lại bỏ bỏ leader đi đây nha, chọn này, thấy không? Thì đây là leader này, thì mình chọn vào cái mũi tên cho cái leader này là cái gì, đốt. Mình đã chọn một kiểu thì mình mãi mãi sẽ chọn một kiểu đấy thôi, đúng không? Đấy, được chưa? Nếu chỗ nào nó vướng quá thì mình phải sử dụng cái đấy chứ, đúng không? Chứ làm sao mình cứ phải sử dụng mãi kia được. Này, được chưa? Bản vẽ này nó còn chưa đủ thông tin đâu nha, các bạn tí các bạn sẽ xem thêm một số thông tin nữa. Nên là các bạn phải biết là vẽ mặt bằng bản kiến trúc mà phải vẽ mặt bằng tường xây để xây và vẽ chuẩn chỉ ấy thì là rất là khó đấy, không phải đơn giản đâu. Chứ còn tôi xem mấy bản vẽ của các đơn vị công ty ấy, nhiều nhưng mà tôi chưa cảm thấy ưng lắm nha. Đến bản vẽ tôi còn chưa ưng nha, nhưng mà nó phải thế. Đây. Chọn này. Đây. RM. Lệnh tắt là RM. Đây nha. Chọn này. Đây là gì? Sảnh phụ, tiền sảnh nha, chọn này, tích vào cái leader này. Bỏ nó ra nó nha. Đã để vuông góc thì làm sao, thì để vuông góc hết. Còn mà đã để 45 độ này thì làm sao, thì để 45 độ hết, hiểu không? Chứ đừng bao giờ có chỗ nghiêng, chỗ không nghiêng, hiểu đấy không? Chọn đây, tâm điểm freehand này. Đấy, ra đây. Được không? Đó. Thì vấn đề đây, tôi đang muốn trao đổi với các bạn là tôi nhập các thông tin này để làm gì? Đây này, chọn vào cái chữ X này để nó hiện ra bảng thông tin này. Đúng không? Và trong đây nó đã có các cái tên nhập rồi. Mà cái những cái này các bạn có thể xóa đi được vì nó không cần thiết. Đúng không? Tôi nhập tiếp đây là vệ sinh này.
Chrome đấy nhá, chọn này. Đây, chọn này. WC1. Ok. Chrome. Chọn này. WC2. Được nhá. Rồi, đây, có cho nhìn này. Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn một bảng thống kê. Ở đây là bảng thống kê room phòng. Được không? Vào view này. Vào phần schedule. Chọn đây vào phần schedule và chọn đây là gì? Room. Room. Đây nha, ok. Các bạn lấy gì? Diện tích này, mặt sàn này, trần này, comment này, số lượng này, department này, sàn hoàn thiện này. Các thấy không? Sàn hoàn thiện này, ảnh này, level này, tên này, đây nhá, số thứ tự này, đây nhá, thể tích này, đường hoàn thiện này, wall finish này, đây nhá, rất nhiều thông số, đây nhá. Và đây tôi sẽ sắp xếp level lên trên đầu. Cái gì phải lên trên đầu? Number là số thứ tự, xong đến tầng, tầng rồi đến gì? Đến tên, tên đúng không? Tên xong đến diện tích, xong rồi đến cuối cùng là ảnh, số lượng này, số lượng để sau ảnh này, số lượng phòng ấy, đấy chưa? Ví dụ như là number là tên số 1, số 2, số 3, số 4 đúng không? Thuộc level tầng mấy? Còn các bạn để level lên trên đầu thứ hai tên này, ok. Bạn sẽ thấy đây không? Các thông tin của tôi này. Đây là tầng. Đây. Số phòng. Còn đây là gì? Tên phòng. Ở nước ta ấy, thì suốt ngày đánh tên là cái tên phòng này. Được chưa? Nhưng chẳng bao giờ hiểu là cái department ấy, là cái chức năng của cái phòng này, là để làm gì. Đây này. Và nó có số thứ tự của các phòng này. Chả có phòng nào giống phòng nào. Kể cả hai cái phòng ngủ giống y hệt nhau, nhưng nó vẫn khác nhau. Khác nhau ở chức năng. Cái phòng đấy là dành cho con ngủ của đứa thứ nhất. Cái chức năng kia là phòng ngủ cho đứa thứ hai. Nên là bọn Tây nó sẽ đánh theo ký hiệu số phòng. Nó đếm phòng này, là có bao nhiêu phòng nhờ. Và bao nhiêu phòng thì nó ra bao nhiêu diện tích, thể tích. Thì bọn điều hòa nó sẽ tính theo cái diện tích này. Thì mọi người sẽ biết là cái bản vẽ của nước ngoài ấy, nó không tác như ta nhỉ đâu. Nó không để tên nhỉ đâu. Bản tự xây này ấy, nó chỉ để số 4. Hết. Ok. Còn thích xem ấy thì phải xem bảng thống kê. Số 4 này tên là phòng gì, chức năng ra sao, diện tích như thế nào. Hiểu không? Thì bản vẽ nó mới sạch. Đây là các bạn nhìn này. Chủ yếu là mã hóa ký hiệu. Chứ còn đây chúng ta là gì? Như này cho nó chi tiết. Đúng không? Đây là đối với những công trình nhà dân thì có thể là ok. Đúng không? Bởi vì là bởi vì nhà dân là nó cứu cánh cho biết bao nhiêu kiến trúc sư rồi. Nên là chúng ta có thể dùng như ai, đúng không? Chứ còn các bạn cứ hãy làm theo quy chuẩn của nước ngoài ấy, sẽ rất ok. Không sớm muộn thì các bạn cũng phải thay đổi thôi, đúng chưa? Vì nó như thế nó văn minh hơn nhiều. Cái việc ở đây diện tích cần thì ta sẽ xem ở đâu và nó liên quan đến các bộ môn. Chứ còn như kia các bạn làm sao ông bộ môn ông lại đi, ông ấy ngồi xem bản vẽ thôi, ông lại phải xem các bản phòng vẽ đi đâu để nhìn cái diện tích phòng này rồi tính xem mặt cắt nữa, đúng không? Thì kia nó chỉ cần bảng thống kê là đủ rồi. Diện tích, diện tích à, bây có thể chọn đây, các bạn để chọn trượt phải này. Các bạn để xóa đi được nhé, delete họ ẩn đi. Đây là gì? Trần hoàn thiện này, comment là gì? À, là gì? Chém gió.
con mình thì người ta ghi chú đúng không? Chừng nào? Chừng nào? Và đây là gì? Sàn hoàn thiện. Các bạn phải hiểu là cái bảng này mới quan trọng này. Nhất là bên thi công. Cầm mỗi ngày thôi, ít nhất là để lọc được các cái sơ bộ á. Nhờ những cái nào cần nhau tí tôi sẽ bảo nó sẽ lọc theo màu. Ví dụ như là sau này các bạn lại bóc tiếp nhé. Là nhớ chỗ nào làm trần thạch cao, mà thạch cao khung xương chìm, trần thả, trần chịu ẩm, thì nó sẽ có một loạt các cái màu và in các cái bản vẽ đây ra, là khoanh trên bản vẽ là chỗ nào làm trần gì, chỗ nào làm trần gì, chỗ nào làm trần gì. Đấy, thì mình quản lý thế nó sẽ nhàn hơn. Ví dụ như công trình lớn đây thì phải làm như vậy thì mới quản lý được. Chưa hoàn thiện. Đây là số lượng. Thì đây, tôi mới thử đưa vào một cái sheet view sheet, chọn vào đây vm 09 01, tôi ghi đây là thống kê. Ok, chọn đây. Ok đây, các bạn cần ấn cái thống kê này vào đây thôi. Room này. Các bạn có thấy cái ảnh này không? Thì sau này các bạn bổ nội thất hay là tất cả các cái vấn đề liên quan này. Và các bạn lưu ý cho tôi là phải nhớ cả cái gì? Cái phông chữ nó cũng phải đồng bộ với nhau. Đây, chọn này, lại chọn nó bảng này. Thì bây giờ tôi làm như đây này. Chọn đây sẽ là sửa tên này là gì? Thống kê phòng. Phòng nha. Thống kê phòng ra chọn này, phông chữ tách chữ ở đây thì nó có phông này. Được nha, và cỡ chữ. Đây, cỡ chữ ở đây. Tôi chọn đây là 3.5. Đó. Ok. Ở đây không? Toàn bộ cái chữ ở đây thì sao? Đây nó không kéo như Excel. À, có kéo lại một chút. Đây. Số lượng phòng. Đây, chọn toàn bộ này. Này. Thì các bạn chọn đây, phông chữ đây, bạn chọn đây 2.5, đậm, ok. Còn lại toàn bộ thằng này, các bạn để chọn đây, các bạn chọn phông chữ hoặc các bạn chọn vào đây nó có một cái bảng để ra chọn phông chữ này. Này, text size 2.2/75 này, 2.0 này, đây nó không ra nha. Tích vào outline. Ok. Đó. Bây giờ ta nhìn nó bảng sheet đây. Bạn nhìn thấy không? Đó, thì chữ nó phải nhỏ lại thì chúng ta mới thống kê được nhiều. Đúng chưa? Thế này các bạn sẽ nhìn này. Chẳng hoàn thiện. Bếp xấu rồi, common này. Để hoàn thiện tích bao nhiêu. Thì các bạn sẽ nhập vào đây. Bắt đầu các bạn chọn đây. Các bạn sẽ phải nhập vào đây. Trần này, trần hoàn thiện, trần này cao có sẵn đây. Tôi chọn này là trần thạch cao chịu nước. Đó là gì? Trần chịu ẩm. Đúng không? Chọn này. Đấy, comment chức năng của nó
chức năng của tầng 1 phòng ngủ này là ông bà, ngủ ông bà. Được chưa? Thì người ta sẽ biết là tính toán trong việc ông bà sử dụng như nào. Được chưa? Phòng ngủ này, phòng ngủ 1, ngủ 2. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại ghi thẳng vào luôn là phòng ngủ con, là chúng ta ghi luôn chức năng. Đúng không? Còn đây nó có số số thứ tự ở đây. Được chưa? Còn vấn đề này ấy, chúng ta có thể thống kê phòng này, chúng ta cũng có thể đắp liên kết từ cái thống kê phòng này lên. Nó giữ nguyên y hệt này và ta chọn đây là ghi chú này, thống kê phòng nhưng mà cạnh ngang ghi chú. Được nhá, ghi chú ấy thì các bạn chọn đây, tôi sẽ chọn là tầng 1 này, vị trí số tầng này, số phòng này, phòng ngủ và diện tích này. Còn tất cả những thằng này thì làm sao, các bạn chọn này, các chuột phải các bạn để hai column, các bạn làm sao ẩn đi được. Được nhá, thì các bạn sẽ ấn vào cái mặt bằng này. Chọn này, ấn đây. Được chưa? Hoặc là các bạn chọn đây, rename tầng 1. Được chưa? Còn nếu các bạn làm tầng 2 nữa thì tôi tí tôi sẽ bảo các bạn lọc ra. Được chưa? Thì nó sẽ có số thứ tự 1 2 3 4 5. Thì cái việc ở đây ấy, chúng ta không cần phải hiện cái gì nữa. Diện tích, tên, được chưa? Sạch chưa? Nhá, làm này, này. Thế này nó mới là đủ thông tin này. Được chưa? Ghi chú, ấn này vào. Được chưa? Thích xem phòng số 1 thì phòng ngủ 16 m². Nhá, thêm cái chức năng nữa. Đây, thêm chức năng. Mình muốn hiển thị nó lên. Nên đây là ăn hai ôn là hiển thị toàn bộ. Thấy không? Còn nếu mà mình muốn chọn là giữ ship, bỏ chức năng này, giữ ship, bỏ này. Ship về là chọn. Mình là chọn đây, giữ can chôn bỏ này đi. Rồi, chọn này. Hai column. Ấn mà chọn đây. Thấy chưa? Tên phòng này, số phòng này, tầng này, chức năng này. Thì các bạn sẽ thấy đây. Phòng ngủ số 1 là ngủ ông bà. Đúng không? Phòng ngủ số 2 bếp ăn, bếp ăn là thuộc nấu ăn, tiền sảnh môn là như nào, sảnh phụ là ra sao thì mình phải có mô tả bên này. Description chức năng. Đấy. Thì mình chỉ cần tag ở đây là 1 2 3 4 thôi. Hiểu không? Và sau này bọn bọn nước ngoài nó cũng làm cái nó tác cửa ấy, là nó tác một số, sau này lại thống kê bằng số để nó đếm cửa ấy. Vì làm sao, bởi vì phòng ấy, ví dụ nó làm khách sạn ấy, các bạn để ý khách sạn nó phòng 201, 202, 101, 102, người để ý không, thì đấy nó đánh theo số tự phòng và chức năng của phòng ấy là khác nhau, kể cả phòng standard tất cả đều giống nhau, nhưng mà phòng đấy là dành cho khách. Ví dụ cái chức năng sau này của nó thiết kế bên trong nội thất của nó sẽ thiếu đi một cái gì đấy, hiểu không? Thì đấy là cái phần mà tính toán trong về thiết kế này. Hoặc là chọn này, nhìn này nó ít quá, chọn này là 1.1 101 đấy nhá, chọn này là gì, 102 đấy, chọn này 103 nha, 104, 105 nha, 106, 107 đây, ra đây, 108, 109 này này. Nhiều vấn đề này không nhỉ? Đấy, chúng ta phải chọn này. Tùy. Và bây giờ chúng ta nếu làm như này chúng ta phải phải làm cả tầng 2 nữa. Thì đây tới room phòng nhá, RM nhá. Room tôi chọn đây là phòng ngủ đi. Phòng ngủ 2 này. Đây này. Nhá. Nó tự nhảy. Phòng ngủ 3 này. Nhá. Phòng ngủ 4 này,
nha. Phòng ngủ 4 rồi này. Vệ sinh mùa 2 này. Chúng ta cho đây vệ sinh này. Vệ sinh này. Vệ sinh này. À, vệ sinh này. Có thấy không? Thì các bạn nhìn lên cái bảng thống kê, nó sẽ dài dài đấy. Dài đây là tầng 1, tầng 2. Là tên các bạn thấy không? Tên vệ sinh. Thì sau này chúng ta cứ đánh tác vào đây đi. Còn chúng ta sửa ấy, chúng ta phải sửa cái bảng thống kê này. Chứ sửa gì ở cái bản vẽ là cái gì? Hiểu không? Sửa tên là sửa ở đây này. Hiểu chưa? Thay đổi tên phòng cũng là ở đây này. Hiểu chưa? Thì những người quản lý ấy, thì họ chỉ cần túm đầu cái này thôi. Chứ người khơi ra không cần. Như ở đây tầng 1, tầng 2 đúng không? Tôi lọc vào phần closing này, tính tổng này. Tôi ghi đây là tổng số. Bỏ cái item này. Tôi lọc theo cái gì? Tôi lọc tên theo theo tầng. Ok. Theo tầng. Tầng 1, tầng 2. Level. Ok. Đây. Nó có tầng 1, tầng 2. Lọc theo number, theo number đây là level. Ok, xem nào, ở đây đây là level, đây là number, tích vào đây thì nó sẽ tách ra tầng 1 và tầng 2. Bạn thấy không? Tôi đang lọc theo tầng mà. Theo số thứ tự phòng là từ phòng bao nhiêu đến phòng bao nhiêu. Thì khi mà lọc như này rồi ấy, thì các bạn muốn này lên trên hay xuống dưới, ví dụ như là heater đây. Đây. Đó là bên trên này. Thì ta lại bỏ cái thằng này ở dưới đi. Đây đi. Đấy, thì nó sẽ nằm lên trên. Thì khi nào lên trên này rồi thì chúng ta sẽ phải ẩn cái cột tầng này đi. Không cần để tầng này nữa. Thì vào phần này. Đây. Vào phần formatting này. Chọn vào level này. Tích vào hai đền field. Ẩn nó đi. Thì nó chỉ còn tầng 1 thôi. Nó là số phòng. Tầng 1. Được nhá. Nhưng để này nó sẽ gọn hơn. Này. Câu chuyện này chỉ còn lại như này thôi. Tầng 1, tầng 2. Số phòng. Được chưa? Sau này mình sẽ phải lọc cái này. Đó. Nhưng mà tên phòng ngủ 1, phòng ngủ 2 thì đây sẽ là ví dụ như vệ sinh 1, vệ sinh 2, tôi sửa đây vệ sinh 3. Nha, vệ sinh 4. Vệ sinh 5. Đúng không ạ? Thì các bạn nhìn mặt bằng cần gì phải nhập. Đúng nha. Tích tên này, tích tên này. À. Show name. Tự động nhảy 1A45. Đúng không? Thì mình sửa như thế thì nó mới nhanh được. Đây. Bảng thống kê phòng này rồi. Và chúng ta sẽ phải có một cái bảng nữa là bảng cái gì? Bảng thống kê cái tường này. W1 là gì? W2 là gì? Vách kính. Đấy nhá. Chúng ta lại phải có cái bảng mã hóa ở đây. Là tường 220, tường 110 mô tả, đúng không? Sau này tác với kép 3 nó tự động nó sẽ nhảy vào đấy, đúng không? Đấy thì hệ thống phải như thế, chứ còn không phải là chúng ta vào đây này ra đây ngồi đánh tích cái về kép 1 là gì, về kép 2 là gì, hiểu đây không? Đó, còn không thì chúng ta củ nhầy củ chuối nhất là chúng ta dùng Legion đây cho tất cả bản vẽ. View Manager à đâu? Annotation này. Legion này, View Legion, chọn này. Tôi chọn này là ghi trúng tưởng.
có hiểu em ấy. Nghe nó chán quá. Nghe phải làm nhiều thứ quá. Mà Nếu như mà anh muốn thống kê chỉ tầng 1 không luôn mà anh cắt tầng 2 như thế nào? đây, ví dụ như này, anh chỉ muốn tầng 1 thôi, thì ra sẽ có phần filter. Đấy này, filter anh chỉ chọn ở đây là level và bằng bằng tầng nào, bằng tầng 1. Ok, Thế thì lên tầng 2 thì nó lại chảy sang tầng 2 anh đúng phải không? đáp lý kết lên À rồi. Thế là có mỗi, hai bảng. đúng rồi, thì mỗi bảng thì phải vào một sheet Tức là em phải làm hai bảng ở cái sheet đúng không? đây. Và bây giờ anh lại đáp lý kết cái bảng này, nó sẽ là thống kê phòng của tầng 2, anh hiểu không? Chứ không thể mà một một cái bảng thống kê mà lại dùng được cho tất cả bản vẽ được. Còn cái tường này em đang chuẩn bị làm cái thống kê tường ấy, Vâng. thì tất cả tường nhảy lên hay tương tác tường nào tác mới được nhận thống kê luôn hay là nó thống kê luôn? Có nghĩa là nếu mà làm bằng room, này ấy, thì là anh sẽ thể lọc được là những cái tường nào hiện lên thì nó mới có tag. Có tag ở đâu hiện lên thì room mới nó hiện lên trên tầng ấy. Anh lọc theo tầng mà, tag tường theo tầng mà. Anh hiểu không? Còn nếu mà anh làm legend ấy thì là trong tất cả bản vẽ nó đều có cái tên đấy, kể cả không có nó vẫn có. Cái là cả dự án anh dùng chỉ dùng mấy từ đây lại tường thôi. Thì thường thì bọn em làm là toàn bộ dự án dùng từng đấy đại thường ốp cả vào đấy luôn, bản vẽ nào tường xây cũng có cái đấy. À, người ta gọi là tiếng nhầm hơi bỏ sót đấy, làm thừa tí không sao. À, giờ tôi đang làm phần legend đây, mọi người làm legend đây, ghi chú tường thì mọi người sẽ phải ghi chú ở đây bằng việc mà dùng annotation này vào phần detail line này nha. Các bạn vẽ tôi đây cái kích thước ở đây, hoặc là các bạn sẽ phải dùng ở đây là cái symbol ký hiệu này, vào symbol này các bạn phải chọn cái tag tường, lấy đúng là cái tag tường quân tag, và lấy chữ quân tag 10 đâu bạn đặt cho tôi ở đây được nha. Đây, đây chính là cái quân tag này đúng không, và chúng ta phải đồ cho đúng cái kích thước của thằng này, tỷ lệ 1/50, hoặc ra đánh tách trước nha, đánh tách trước đây. Đây tường 220, tường gạch nung dày 220, chát hoàn thiện hai lớp dày 15 mm đúng không? Tạm thời mô tả như thế đi, cần thiết thì cho nó xuống đây. Đây, chọn này thì chúng ta là dùng text 3,5 nha, đưa về text này bạn sẽ thấy đây, và mũi tên thằng này đơn giản là mũi tên thằng này nó chọn này đúng không, đặc quá rồi phiêu. Hoặc là mấy đây chỗ này chúng ta bắt đầu phải dùng detail line để chúng ta đồ lại. Đồ lại tương đối thôi. Và tách ở đây là gì? Về kem một. Chọn hàng này. Ok, xong bắt đầu chọn những phần tag dưới này xóa đi. Tiếp tục tường 220 hay tường gì gì đấy cũng làm sao tương tự đây nhá, này tôi chọn này copy W01 W02 copy này, multi này. Thì là W, W01, W02
Của mình là 1 hay 2 nhỉ? Không 1 không 2 nhỉ? Một hai hay sao nhỉ? Dạ, chưa vào phần từ cây đây, chọn đi thú trường, ấn này vào đây, chọn này, bỏ đi, no file, không có ghi chú dưới, chọn này, ấn vào này. Mọi người hiểu không nhỉ? Đúng không? Và bản vẽ nào cũng ấn cái này vào đây, đưa lên tầng 2 này, vẫn ấn cái này vào đây. Nó là sao? Mặc định không cần phải hỏi đúng không? Thì sau này mình ghi chú tường này, tác tường này là W1, W2, W01, 02 này, thấy thấy không? Đấy thì tường 1, 01, 02 là gì? Được chưa? Đấy, lại ăn thêm quả bảng này nữa là quá đầy đủ thông tin này. Nhà và chúng ta đang thiếu đây là phần đánh cốt nữa. Đúng chưa? Và trên mặt bằng tường xây ấy thì các bạn phải đánh được cái cốt cho tôi là cốt hoàn thiện và cốt thô nha. Ở đây mấy bạn này đã bạn nào đi làm chưa? Đi làm chưa? Thực tập cho bên nào? Hay làm cho bên nào? Hả? Cái gì? HI á? HEC á? Nhưng anh không nghe rõ cái từ đấy lắm. Đấy là làm cho anh à. Bọn này nó có thể hiện nào? Có anh. Nhưng mà mấy cái bạn kèm còn là mấy anh bạn trước rồi này. Cốt chọn này, slope one elevation, nhập vào đây, click đúp này, kéo ra, hoặc là các bạn không cần kéo thì các bạn click đúp ba cái, 1, 2, 3 các bạn bỏ ra, ok nha. Còn nếu không các bạn L này, click một cái này, kéo một cái này, ấn một cái này, được chưa? Thì tương đương là cái này các bạn click ba cái luôn thì nó sẽ làm tại chỗ. Thì bạn nhập vào đây chọn này, thì đây là các bạn chọn này, kích thước gì này, chọn này, top này, bên trên này, chọn này, cốt này, cốt thô, đúng không? Đây, cả trên cả dưới, thấy không? Nhưng mà chỉnh được này, edit file, text size của nó 2.5, chữ dẹp 0.8, được nhá, chiều cao này, các bạn để không được, đấy, xuống cuối cùng, nhưng mà để đây nó xuống và xuống hơn nữa là ở đâu? Đấy, ví dụ như là bây giờ các bạn muốn thằng này nó làm sao, nó là 00 bao nhiêu ạ, thì unit format này, chọn unit format này, tích ở đây này. Các bạn chọn đơn vị mét nhưng mà các bạn làm tròn cho tôi đến 2 số 0 hoặc 3 số 0, đúng không? 2 số 0 đi, và các bạn tích cho tôi vào phần là đây, show for này, thì nó sẽ có cộng trừ, mọi người thấy không? Và cốt hoàn thiện là cốt 0, còn cốt thô sẽ là cốt bao nhiêu? Âm 50, đúng không? Đấy, thì đây, đây là cốt. Nếu mà bạn làm tròn 3 số 0 thì sẽ như này, thấy không? Còn đơn vị này đang là đơn vị mm, và tôi phải chọn đơn vị này thành đơn vị gì? Mét, nó mới chuẩn. Nó phải như này này, cộng 0,0 và trừ 0.005, thấy không? Đấy, thì khi đánh cốt đấy thì phải đánh cốt như vậy, quan hiểu cái đều không? Đấy. Thế bọn em đánh ở đây phòng đánh tên này, đánh số làm cái bản vẽ triển khai hồ sơ demo.
ngày ví dụ suốt ngày căn hộ vệ sinh rồi lại ra căn hộ đúng không? Đang làm hầm đấy. Đấy, đội mới có một đội đi bọn này làm nên là ghi ở công ty anh ấy. Nhưng mà tổng thầu nó nước ngoài nó lớn, nó thuê hẳn một công ty nhỏ ghi ở số ngoài công trường ấy. Cho bọn này ra ngoài công trường ngồi này. Đúng không? Ngồi tại công trường này. Số. Em ở bên anh mà mạnh ấy. Anh quản lý được điều đấy. Thuê shop ngoài công trường kết nối luôn tại và đúng rồi chứ không thì không kiểm soát được hết. Từ đấy nó bắt đầu nó phân về mới kiểm soát được, kiểu gì cũng phải qua công kiểm soát. Đấy thì đây là phần cô thu này. Thì mỗi vị trí này thì mình đều đánh này. Chọn này. Thấy không? Mình phải đánh được cô thu và cô hoàn thiện. Nhấp 3 cái, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Còn những cái này tên luôn ta chọn đặt lên trên này. Rồi. Thế các bạn trên mặt bằng này các bạn còn thiếu thông tin gì nữa không? Đây, tôi sửa này ấn tạm. Sửa ông này. Edit thôi. Tên là được. Ok. Thì các bản vẽ khác cũng tương tự như vậy thôi. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Còn nếu cái này mọi người cần di chuyển thì mọi người có thể di chuyển đây. Thì để mọi người để bên này để làm ghi chú. Thế đẩy sát bản vẽ sang bên này. Bên kia để ghi chú. Ok, được nha.